này. Cho này vào đây. Ôi rồi. Này có đây. Đất vào. Cho này không kịp ăn đâu. Cái này để cho nó sôi cả đây. Cứ đếm đồng này mà do mời rót rượu nhá. Đấy. Cái bên em nông thôn Việt Nam à? Không, rút rút thôi. Thôi hôm nay là 31 tháng 12. Xem có ý kiến đi. Ngày mai là 1. Thôi thế này. Đâu? Thế mày gọi nước gì uống đi. Tao nước em à. Thằng này nó uống rượu. Thằng em tí. À thế à? Không, tao không khuyến khích mày uống rượu. Nhưng mà rất Sài Gòn uống. Chưa uống bao nhiêu đủ uống chưa rõ. Thế này đi. Thôi mời các nhá. Thôi mời các nhà nhá. Thằng kia đã uống xong chiêu hình anh. Này 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 ba à, cay đâu à. Có thể qua anh cười mong ra anh chưa? Tí nữa. Tí nữa. Ông cái cổ gào tao. Đấy, ở chỗ để đâu? Đâu? Ủa, này dùng em đặt cho em một tí này xuống này. Không không này này. Để cho đây. Ngu, cho ngu. Bỏ bớt cái này đi đã. Làm đi. Đúng rồi, cho chết cho yên ngoài phải không? Cho cắt cho anh ăn. Cái hai hai ít 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 một thôi. Quay này. Quay này. Đấy đây. Phê cho hơn mua vậy. Mày điên nè mày. Mày dục cái này. Có gì rồi. Tao lại đặt cho không trượt phát nào. Dầu mù tạm đâu. Biết cả năm hôm nay mới được cái Tết Tây gọi là rồi. Cái này vứt cái này đúng không? Ai ông mà sao sao xếp nào mà sang cái này về ngay cho ta xếp Cường kìa, anh em xếp Cường đến mà chẳng ý kiến thì cứ để xếp ngồi đứng kìa. Đấy mày ra cái này mà xếp đi. Ông đến đâu ra gần nữa không ngồi. Đang còn ái là thằng cà chứ bắt nhau ra. Nó cam chứ gờ. Ôi ôi quý máu quá. Anh cứ để đây ra đi mày. Anh ơi này anh đang phải thiếu lít rồi. Anh đếm đầu người anh đang có 8 lít này. Hết anh lại lấy tiếp. 8 lít là còn bơi nha. Mai không được bảo là 8 lít đi. Uống đi hết rượu này đi để rót rượu mới nha mày. Đó lại mình trả đi anh đấy. Không. Giờ hôm trước mang xuống này. Cái này nó ngon này. Đặc lắm. Nhưng mà ngon. Hôm nay em mình uống chén chưa? Tôi sẽ phép mời tất cả anh em một chén. Uống cái hai mất rượu này cũng đã biết rượu trong can sẽ ngon đấy không? Hả? Ô, lại rồi à? Ui! Dạ! Biết gì rồi? Dạ! 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 Dạ anh Cường ngồi cái này. Thôi gà thôi, sao cho cái bên này rồi nhé. Cường có bên đấy Cường mà. 16, 18. Khu răng này. Dạ. Dạ vâng, để em mời anh em một chén nữa. Dạ điều. Vâng. Bên này là có túi răng 7. À, có cái là em chén. Mình mời anh em giới thiệu mình chén. Trước làm ở xưởng một thời gian. Anh chết gì nhỉ? Gì đâu mà. U à? Vâng, cũng vậy anh nhé. Chào anh Cường. Bắt nạt anh đi đấy. Yêu ấy. Chẳng kia chẳng kia. Chẳng kia ông gần bên này. Ông gần bên này là có phải đang anh em về chăm sóc. Đấy cho em chấm thì dầu hù tạc một tiếp cho cho ông ấy. Không muốn rửa mày. Cái. Ông. Cho ít hù tạc mà. Tạc này. Đúng ai nhỉ? Tin đâu. Đến đây đẹp. Đẹp nay nó phải quê. Hôm nay nhà nó có việc nên phải sớm. Cho con bú xong thì nhớ. Hôm nay ra không nhỉ? Em về nữa. Em về thì báo cáo là bài nước sớm được. Chỉ lấy cao đi lường cao chẳng đâu. Mấy bà bảo biết ông ăn. Chỉ lường đang đi rồi. Như mà tối về bận chồng quan. Đúng ra như gì? Bây giờ anh cũng đến hơi muộn một chút vì chúng ta không có đâu chả rồi một cái chén rượu là dịp cuối năm mời anh em mà chúc chúc anh em đấy cuối năm chúc anh sức khỏe như đầu năm cuối năm thì em thì rất tím em chúc là chưa chúc
đầu nhân chúc nhau sức khỏe cuối năm, phải chúc khỏe nó cuối năm yếu nào. Có gửi bình luận đấy, em đang phát trực tiếp đấy. Có gửi bảo cuối mà. Cho này vào đây. Này có đây. Tắt vào. Cho này không kịp ăn đâu. Cái này để cho nó sôi này. Cứ đếm đầu người mà rồi mời có rượu nhá. Đấy. Cái này cứ để đây. Riêng gà là phải cho trước đây, mẹ lắm. Cho thêm búa em ơi. Gà cho trước thì không nhóc chín gà do hết chưa nhỉ? Kéo ông ký luôn. Ui, buồn buồn thế. Anh em ơi, ra đây. Tố rồi. Bên này có ai uống rượu đâu. Cái mải này live stream của cái thằng kia. Nào được ai. Tập trung vào đấy. Chú yên tâm, tối nay nhớ đấy em đâu phải đặt. Em VTV5 nông thôn Việt Nam à? Không, rút rút thôi. Hôm nay là 31 tháng 12. Xem có ý kiến đi. Ngày mai là 1 Tết Dương lịch. Đây. Thôi thế này. Đâu? Thế mày gọi nước gì uống em? Tao, thằng nước này em à? Thằng này nó uống được rượu. Tăng lên tí. À thế à? Không, tao không khuyến khích mày uống rượu. Nhưng mà tao đây rồi. Rất Sài Gòn uống. Chưa uống bao nhiêu đồ uống chưa rõ. Thế này đi. Thôi mời các anh ạ. Thôi, mời các anh nhà nhá. Thằng kia đã uống xong chiêu hình này. Thằng kia đã uống xong chiêu hình này. Thằng kia đã uống xong chiêu hình này. Ôi, cay đâu à. Có thể qua anh cười mong ra anh chưa? Tí nữa. Ông cổ gào ở tầng. Ê, ở chỗ để đâu? Đâu? Này dùng cái này. Không dùng này này. Không để cho ngô vào. Bỏ bớt cái này đi hả? Tao lại đặt cho không trượt phát nào. Biết cả năm hôm nay mới được cái Tết Tây gọi là cái này bút Tết này. Ai không mà sao xếp nào mà xa cái này về ngay cho. Cho ít nước chấm nữa. Đấy, người ta ăn xong người ta về từ lâu đấy nghe. Mình phải đi ăn từ 4 giờ đấy. Anh về theo đây, ai nói gì đâu. Giờ này mẹ ta đi chơi đấy. Nước ăn lọc. Thế à, xếp Cường kìa, anh em xếp Cường đến mà chẳng ý kiến thì cứ để xếp ngồi đứng kìa. Đấy, mày ra cái xe nó xếp đi. Ông đến tao ra gần đứng xong rồi. Đang còn Ôi ôi, quý quá. Anh cứ để lên ra đi mày. Anh lên này anh đang thiếu lít rồi. Anh đếm đầu người mà anh đang có 8 lít này hả? Hết anh lại lấy tiếp. 8 lít là còn bơi nha, mai không được bảo là 8 lít. Uống nhanh nhanh hết rượu này đi, để rót rượu mới nha mày. Đó là mình trả đi anh đấy. Không. Rượu hôm trước mang xuống này. Rượu này mới ngon này. Đặc lắm. Nhưng mà ngon. Mấy anh em mình uống chén chưa? Tôi xin phép mời tất cả anh em một chén. Uống hết hai mất rượu này cũng kéo biết rượu trong can sẽ ngon đấy không nữa. Ô lại rồi à? Ui! Dạ! Chị dầu trăng này đi. Dạ! Dạ anh Cường ngồi cái này. Thôi gà thôi, xong cho cái bên này rồi nhé. Cho cái bên đấy Cường mà. 16, 18. Cua trăng này. Dạ. Dạ vâng, để em mời anh em một chén nữa. Vâng. Bên này gói túi đang bể. À có bên là em chén. Mình giới thiệu mình chén. Chắc làm ở xưởng một thời gian. Anh tên gì nhỉ? Cú à? Vâng, không phải là anh em. Chào anh Cú. Thấy bắt nạt anh đi đấy. Đi đâu ấy? Chẳng kia.
kia để ông cần cái này. Ông cần cái này là có thể anh em mình chăm sóc. Đấy, thấy nước chấm thì dầu mù tạc một tiếp đâu cho ông ấy. Mù tạc hả? Này mua đây không? Cứ để đây đi. Để không giờ. Từ từ nhá, mày thả quá lắm cả. Lại ông ngồi dưới trong thang lên. Có rồi. Ai tình tình này có bát đấy à? Có bát. Nhưng mà rượu cũ bây giờ để làm cái nào? Cho mấy cái ly em này. Cho ly mấy bát chứ. Bát chưa? Cứ ra từ từ thôi em ơi, không có chỗ để đâu. Để bỏ cái rau xuống dưới. Đây là đầu này. Xong rồi để cái tôm lên đầu này. Đầu ăn nhéo không? Cho chị vợ mày. Anh vợ đó. Vợ em nó đi chắc nhà kệ lắm. Bảo nó vào đây uống rượu cho nó vui. Mẹ tí uống say với bảo gọi. Chán đi nhá. Gọi luôn đi. Tin đâu? Tin đấy, tin này đẹp. Đẹp nhất hôm nay. Hai gà nó không việc phải về sớm. Cho con bú xong thì nhớ. Hôm nay không nhỉ? Em về nữa. Em về thì báo cáo là vài nước sớm được. Chỉ lấy tay lường tao chẳng đâu. Mấy bà bảo biết ông ăn khỏe. Chỉ lường trong đi rồi. Như là mà tối về anh bận chồng quần. Đúng ra chứ biết. Bây giờ anh cũng đến hơi bận một chút thì cũng là không có đâu. Chẳng hạn anh nói rồi. Một cái chén rượu là tao biết. Ê, tôi bóng đâu rồi? Cũng chẳng có bóng nhá. Anh bảo là tôi có việc bán nữa à? Vừa xong hôm nọ đây mà, ngay bên này mà. Đấy quán này vừa. À đây quán này mở mới. Xong hôm nọ anh tiến ra kìa. Anh tiến đến quán xong. Ngay bên này này mấy chân này. Công ty ba. Chúc lại một cái tết tươi đẹp nhất. Nhưng mà chúc cái sức khỏe của thiếu niên. Bây giờ mới là như thế.